Quay trở lại với trường quay thời tiết cùng chị Hồng Giao. Thời tiết Nam Bộ hiện nay buổi sáng nắng, chiều thì mưa, đang rất thuận tiện cho bệnh tay chân miệng phát triển và số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục tăng nhiều ở tỉnh thành. Không biết kiểu thời tiết như thế này thì còn kéo dài lâu hay không chị? Dạ vâng, nhiều khả năng là sang tuần sau thì mưa ở Nam Bộ mới giảm dần, số ngày nắng nhiều hơn nên tình hình dịch bệnh sẽ có chuyển biến tích cực. Còn trong ngày mai, chiều tối thì vẫn có mưa, ban ngày trời nắng nhiều và khá nóng, nhất là tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một nhiệt độ giữa trưa lên tới 34 độ. Các nơi như Phước Long, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Sóc Trăng, Cần Thơ, Cao Lãnh và Châu Đốc dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ, chỉ ít nơi như tại Rạch Giá, Cà Mau 31 độ. Trời nắng đến khoảng 3-4 giờ chiều, sau đó thì mây sẽ nhiều lên và rồi có mưa. Mưa xuất hiện ở diện rải rác, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to. Mưa xuống sẽ làm cho không khí ẩm hơn, trời dịu mát nhanh, nhưng quý vị vẫn cần đề phòng về gió giật và lốc sét đi kèm. Sáng nắng mạnh, chiều lại mưa dông sẽ khiến cho độ ẩm trong không khí thay đổi liên tục, thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, gây nên các bệnh tay chân miệng. Và để phòng bệnh mỗi khi mà trẻ đi học về, thì phụ huynh nên quan sát, kiểm tra sức khỏe của trẻ. Đặc biệt đó là khi mà trẻ sốt cao đột ngột, không đáp ứng được với thuốc hạ sốt và có những tổn thương ở miệng, nổi dạng phỏng nước ở tay chân, thì nên đưa trẻ đến các cơ sở để khám và được chẩn đoán sớm. Đảo Phú Quốc buổi sáng ngày mai thì trời lúc nắng, nhiều mây, gió biển thổi đều nên là không khí khá là thoáng mát, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 31 độ. Về chiều tối thì mưa sẽ lại xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang, dự báo là thời tiết vẫn khá xấu, trời mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km.